nạn của cô du học sinh An Nhiên đến phỏng vấn xin việc mà gặp phải cú làm quen trời giáng. Chu Choi lại còn nghe cái giọng điệu đầy kinh kiệu của anh chàng tạp vụ mà cô muốn cho cái bạt tai ghê ha. Cái xe của anh ép tôi dẹp lép như con tép rồi. Tới đây để phỏng vấn hả? Về đi cho nó lành. Nhân viên vệ sinh mà cũng sao cũng nhiều chuyện quá vậy? Được khi không thì phải thử mới biết chứ. Nếu tôi mà là người phỏng vấn thì may ra cô mới được đầu. Người đẹp thì tôi gặp nhiều rồi, cỡ như cô thì quá bình thường. Nói cho tôi biết tên đi, để tôi đoán coi cô được hay không. Bộ tên xấu lắm hay sao mà không dám nói vậy? Đã vô đây rồi mà còn tự ti như vậy thì không được đâu. An Nhiên. An Nhiên. An Nhiên có nghĩa là bình yên có sẵn, có nghĩa là cả cuộc đời sẽ được hạnh phúc. Quá tự tin. Ganh tị. Không hề. Tôi nói cho cô biết, ngày hôm nay có rất nhiều cô gái vô đây phỏng vấn. Họ đều đẹp hơn cô và phong cách hơn cô. Tại sao tôi phải tin phán đoán của một nhân viên tạp vụ? Anh chỉ phân loại rác là giỏi. Ê, cô đúng là điếc không sợ súng. Nhìn kiểu ăn mặc và trang điểm của cô là tôi biết ngay. Quê mùa và không có phong cách. Đã vậy cô không hề am hiểu gì về giới truyền thông. Ai nói? Tôi tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành truyền thông đó nha. Còn họ thì không chắc. Tôi sẽ tố cáo anh quấy rối khách ở trong thang máy. Danh thiếp của tôi đây. Nếu cần thì cô cứ việc gọi. Xin mời. Còn nếu như ngày hôm nay cô không được chọn, cần người an ủi, cứ việc gọi, tôi sẽ mời cô cà phê. Nhân viên tạp vụ mà cũng có danh thiếp nữa hả? Cà phê thì tôi không cần, tôi chỉ cần biết tên anh để tố cáo thôi. Trác Nguyên, giám đốc tạp vụ. Trời đất, nhân viên dọn vệ sinh mà cũng có giám đốc nữa hả? Bỏ ra vài phút là có thể tìm được cho Si một nhân tài sáng tạo mới. Rất tiếc, chúng tôi còn người có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế. Vậy tại sao các chị lại gửi cho em cái này? Ngay cả hồ sơ em còn chưa nộp, sao các chị biết mà gửi thư mời phỏng vấn? Xin lỗi, chúng tôi chưa từng gửi thư mời cho bất kỳ ai. Hơn nữa, chúng tôi không biết em. Ngay cả những hồ sơ lý lịch em cũng không gửi, thì làm sao công ty có thể gửi thư mời phỏng vấn cho em được? Nghĩ lại, từ lúc tôi mới vào đại học, bóng người đó và logo này cứ như bóng ma quấy rầy tôi. Cho đến trước lễ tốt nghiệp, khi tôi xem một chương trình tin tức trên TV, trong chương trình đó xuất hiện logo này. Tôi mới biết đây là logo chuyên được in ở văn phòng của tổng giám đốc Frank công ty Si. Trong chương trình này, tôi còn nhìn thấy bóng người đó nữa. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc là ai ở phía sau an bài trước vận mệnh của tôi mà thôi. Tại sao lại phải làm như vậy chứ? Ê nè, cô có cần nhìn lưng của tôi không? Miệng cười rất dễ thương. Nè miệng cười, vấn đề lớn nhất của cô là gì cô biết không? Suy nghĩ của cô quá lương thiện. Cô tưởng cô là ai chứ? Tại sao mọi người phải tốn công tốn sức đưa cô vào đây? Lạ thiệt. Em là nhân viên bộ phận nào? Thẻ nhân viên của em đâu? Dạ, em đến phỏng vấn chị. Đã hết giờ phỏng vấn, em không nên ở lại đây. Đằng nào cũng tới đây rồi, chỉ là muốn đi dạo vòng vòng xem một chút. Là anh đưa cô đi lung tung ở đây đúng không? Dạ, niềm tự hào của nhân viên vệ sinh đối với công ty. Được rồi, nhân lúc họ chưa để ý, đưa cô đi. Có cần chị bấm thang máy giùm em nữa không? Chị hãy cho tính hiếu kỳ một cơ hội.
cho em một lời khuyên chân thành. Con người không nên ở không đúng chỗ, đến không đúng lúc và làm những việc sai lầm. Hiếu kỳ không sai, nhưng sẽ lãng phí thời gian và sẽ gây nguy hiểm. Em đã từng nghe câu, sự tò mò giết chết một con mèo chưa? Nhưng người không phạm sai lầm thì còn gì đáng yêu nữa. Lại một lần nữa, em đến không đúng lúc, ở nhầm chỗ và làm những việc không nên làm. Người không phạm sai lầm thì còn gì đáng yêu nữa. Trong khi tất cả mọi người đều hoang mang và lo lắng, chỉ có một mình cô ấy tự tin và mỉm cười trước ống kính. Tầng 26 sáng đèn, đó là văn phòng của Frank. Điều đó đồng nghĩa với việc công ty đang gặp rắc rối lớn. Nếu như mà cô bỏ đi thì cô sẽ không bao giờ biết được ông Mục là ai. Chính xác. Người giao hàng đâu? Em phải thay đổi mật mã riêng cho bản thân mình. Chị giao toàn bộ tài liệu đó cho em đó. Cái này chị mang tới chồng, giờ chị sẽ lấy đi. Mỹ Lệ trước đây từng là trợ lý của Thanh Vân. Cô ta là dạng người ăn cây táo rào cây sung. Nhất định cô ta đang không muốn giở trò gì với cô đó. Không đời nào tôi sẽ đi. Tôi có gì thua kém bọn họ chứ. Có chuyện rồi, Sơn Hải muốn kiện chúng ta. Thanh Vân đã quay trở về. Ai sai nói chuyện này với tôi? Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy? Suốt ngày nhàn rỗi, đi khắp nơi, không theo phương tắc, không đúng phận sự. Tại sao MC có thể nhận một nhân viên vệ sinh tập vụ như anh chứ? Ai cũng cần có không gian riêng, có sự tự do riêng. Nhưng mà khi chúng ta yêu nhau, để có được sự tự do, để có được không gian riêng đó, chúng ta phải hy sinh rất nhiều thứ. Nguyên, đứng lại. Anh là một thằng khốn nạn, nhưng anh không cần ai phải thương hại và bố thí cho anh. Tôi sẽ nói cho mọi người biết tên của cuộc thí nghiệm là hy sinh. Thôi em đừng có giả điên giả khùng nữa mà. Em không nói lung tung. Đăng Ly,